Xin chào các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Di Động Việt. Và hôm trước chúng ta đã cùng nhau nói về những smartphone tốt nhất, chính xác là 3 chiếc trong tập giá 3 triệu. Hôm nay sẽ dành những người cơ hội bao dùm dịch hơn tí là mức giá từ 5 đến 6 triệu. Sẽ chọn ra 3 chiếc máy có cái mức giá 5 đến 6 triệu mà hấp dẫn nhất, đáng mua nhất. Mức giá 5 đến 6 triệu hiện nay thì đang là một cái mảnh đất khá là hoàn hảo dành cho nhiều người dùng lựa chọn. Bởi phần lớn cái tập tiền này được nằm trong khả năng chi trả của đại đa số người dùng. Đây là những người đã đi làm đó. Một chiếc điện thoại tầm trung có mức giá từ 5 đến 6 triệu gánh vác được hết các nhu cầu hàng ngày mà vẫn đảm bảo sự mượt mà, ổn định. Hoặc nếu bạn muốn hiệu năng hoàn hảo hơn cùng phần cứng thuộc hàng mạnh nhất với cái số tiền này thì cũng vẫn có một số lựa chọn dành cho bạn. Đó là các mẫu flagship của năm cũ. Và hiện nay nổi bật nhất trong tầm giá này chính là 3 mẫu flagship Galaxy S7, Note 5 và LG V20. Thưa các bạn, thì đây là những mẫu máy đã có tuổi đời tính bằng năm. Và D Channel cũng đã có đầy đủ các video đánh giá về chiếc điện thoại này. Nên hôm nay chúng ta sẽ không dài dòng mà chỉ đi vào ngắn gọn những gì các bạn sẽ nhận được khi lựa chọn những chiếc máy Galaxy S7, Note 5 hay V20 trong tầm giá này mà thôi. Đầu tiên là mẫu Galaxy S7, em song sinh không cùng trứng của chiếc Galaxy S7S trong mình đang dùng ở đây. Sẽ không ngoa khi kết luận rằng đây chính là chiếc flagship tốt nhất của Samsung mà bạn có thể sở hữu cách đây một năm. Và khi đáp xuống cái tầm giá mới hiện nay thì nó vẫn đang tỏ ra là một lựa chọn tuyệt vời, đáng cân nhắc. Thực ra thì với cái tầm này năm ngoái, chiếc Galaxy S6 cũng đã từng đáp xuống phân khúc điện thoại 5 triệu đồng. Và giờ thì S7 đang kế nhiệm với cái mức giá tiền tương tự S6 lúc đó. So với chiếc S6 thì Galaxy S7 đã được bổ sung thêm cái gắn thẻ nhớ và lại còn thêm cả tính năng chống nước chống bụi nữa. Đó chính là điểm cải tiến được người dùng đón chờ nhất trên chiếc Galaxy S7 và khắc phục được rất nhiều nhược điểm trên dòng Galaxy S6 tiền nhiệm, quá đủ cho một chiếc điện thoại trên những cái hành trình xa. Tiếp đến vẫn là chiếc điện thoại đến từ họ hàng Samsung, đây là chiếc Galaxy Note 5. Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng Galaxy Note 8 hay Note FE hiện tại mới bán ra thì rất đắt. Có những chiếc Galaxy Note 7 đang bán cho đời hiện nay thì cực kỳ hên xui về chất lượng mà giá thì không rẻ do cái mác sưu tầm. Nên Galaxy Note 5 vẫn sẽ là lựa chọn ngon, rẻ, mạnh mà bất cứ fan hâm mộ nào của dòng Note cũng muốn sở hữu. Galaxy Note 5 toát lên một cái vẻ đẹp với ngôn ngữ thiết kế nguyên khối với hai chất liệu chủ đạo là kim loại nhôm series 7000 và kính thể hiện trong từng đường nét thiết kế tỉ mỉ, mặt lưng mát cong cho cảm giác cầm nắm gần như là hoàn hảo. Phần cứng xử lý của thiết bị thuộc hàng mạnh nhất trong năm 2015 và cho đến bây giờ thì nó vẫn thuộc top điện thoại mạnh trong tầm giá 5-6 triệu với RAM 4GB, vi xử lý 8 lõi Exynos này đem lại hiệu năng thực sự mượt mà. Bên cạnh đó thì không thể không kể đến chiếc bút S Pen thần thánh đã làm lên tên tuổi của dòng Galaxy Note. Hiển nhiên là với chiếc máy này thì việc kè kè có sổ tay bên cạnh là điều không thể thiết nữa. Và cuối cùng là LG V20. Có lẽ đây là chiếc smartphone có tuổi đời ngắn nhất và có tốc độ trượt giá nhanh nhất chỉ sau đúng một năm ra mắt. Có lẽ nguyên nhân chính nó là ở chính sách quảng cáo tệ hại của LG. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta lại có cơ hội được sở hữu chiếc điện thoại có phần cứng cực mạnh trong mức giá rẻ như vậy. LG V20 vẫn là một lựa chọn tuyệt vời bởi cái phần cứng chuyên dụng cho xử lý âm thanh này, biến thiết bị thành một máy nghe nhạc chuyên nghiệp theo đúng nghĩa đen. Bên cạnh đó thì V20 còn được đầu tư mạnh mẽ phần camera, hệ thống kính kép, góc chụp siêu rộng, đem đến những bức ảnh khá là đỉnh trong mức giá 5-6 triệu. Còn các thông số kỹ thuật còn lại của thiết bị cũng thuộc hàng top từ hiện nay như RAM 4GB này, màn hình 2K, vi xử lý Snapdragon 820. Tất cả đều đã góp phần tạo nên một mẫu điện thoại rất đáng để sở hữu. Nhìn chung, sự đi lên của công nghệ đã giúp chúng ta có thể sở hữu được rất nhiều mẫu điện thoại mạnh mẽ mức thừa thãi độ mượt trong công việc sử dụng hàng ngày. Và trong tầm giá từ 5-6 triệu này thì những chiếc điện thoại như Galaxy S7, Note 5 hay LG V20 đang là những lựa chọn sáng giá nhất mà chúng ta có thể để mắt đến và có thể mua được để sử dụng. Và vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về 3 mẫu điện thoại có thể nói là tương đối cao cấp và có mức giá cực kỳ hợp lý khoảng tầm 5-6 triệu. Và tất cả 3 sản phẩm đó đều có mặt tại Di Động Việt. Các bạn có thể click link dưới phần mô tả video để xem. Và hy vọng anh em thấy video vui vẻ, hữu ích. Nếu thấy hay thì bấm nút like và subscribe bằng cách bấm nút đỏ bên dưới. Còn bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại mọi người trong các video khác.